năm nay mở lớp học vẽ. Hay nhưng mà cái con clip là ở đâu rồi? À, không, em thích con clip nên là em vẽ. Gì vậy, hai con clip đi. Hai con clip hai con clip trong đó. Mà hai con clip vẽ một bó thôi. Một bó hai con clip thì cái bức tranh nó trống quá. Một bó cái tầng ở dưới, cái tầng bên dưới vẽ. Vẽ thì cái đầu, cái góc nhìn, góc nhìn thấp. Cái đó chắc là nó sáng rồi tối rồi. Thảo theo chủ nghĩa đánh nhanh rồi lẹ em đi về. Hello mọi người, hôm nay mở lớp học vẽ nè. Có đâu, này không có la trên xe nha, đừng có đồ bậy nha. Thảo ghét la trên xe lắm. Bé Bích Tuyền đấy nè. Có đọc lời thề là không uống nước của cọ, không phải ca ăn thì uống nước của cọ trời. Ê, bẻ con thỏ. Nhà bé bẻ nguyên con thỏ trong chân. Anh hay bẻ thỏ nhỏ không? Xong rồi bẻ kiểu dưới đây hả? Dưới chân hả? Vậy sao bẻ bé thỏ dưới đây vậy hả? Rồi xong cái bên là hoa hoa cũng được. Đây là bẻ mấy con thỏ xong. Nó trong trường. Trên cái chữ I love you baby. Yeah. Đang bàn có vẽ cái gì? Không vẽ mấy con thỏ rồi xong cái bên là hoa ấy. Hoa cúc cũng được. À, hay là vẽ một bãi với hoa ở đây. Xong có ba con thỏ. Sớm lắm. Không có, do cái phòng thảo vẽ toàn mấy anh chị nước ngoài tới học thôi. Thảo vẽ lúc này bước thứ hai rồi. Ừ, thảo vẽ một bước xong rồi mọi người bảo là thảo vẽ nhanh quá. Thảo làm nhanh quá nên là phải làm lại. À, phải thêm một bước nữa. Chứ không thì sớm quá, thì sớm. Vẽ cái gì ta? Bây giờ có cái nền bắt rau trắng rồi đó. Nó bắt rất cao hồng rồi đó. Con chỉ thấy vẽ cái con hỏ rồi con hoa. Con hỏ mà nó lẹt lẹt trong cái đám hoa. Là vẽ hoa tứ lung tung sao vẽ mấy con thỏ chạy vòng vòng đó mà. Em chưa tưởng tượng được cái idea đó. Là sao thế? Là vẽ hoa khắp nơi vậy. Là quyên bức tranh hoa không? Sao vẽ mấy con thỏ chạy? Thấy không? Cũng được, cũng được. Ừ, ba con thôi, nghe cũng dễ thương á. Ok, vẽ Kiều Lan nè. Và Kiều Lan hơi khó vẽ nha. Đẹp quá vẽ không ra đó. Đây có nước suối không? Vẽ thỏ ôm cà rốt nữa chứ. Hớt lỡ hớt cái máy, cái dạy máy nó nhắm. Rồi cứ rớt. Ô, tưởng mang bận nên không có rủ Lan cơ, hôm nào vẽ rủ Lan nữa. Lan á. Ai gọi, gọi Lan không biết. Hello, lộn đạt comment rồi. Anh chị cái lóc chưa? Dạ. Em gọi là Luna, đừng gọi là Lai được không? Chị ở đi chung có mình tôi à. Ủa? Châu.
Châu đang ở đâu? Châu đang ở Thảo đang đi với mấy anh chị trợ lý. Bây giờ biết rồi, tôi sẽ lưu lại. Đúng rồi, chị bị hết sạn Amanaki á. Hồi nãy bước vô kêu là phòng vẽ và bước vào cái khách sạn, cái Thảo kiểu đi đâu vậy? Không không mà đừng có quay đâu, đừng có quay. Khỏe đi. Đợi xíu. Chị ơi, em suy nghĩ che sao? 3 khúc màu rồi. Nhưng mà nó 3 cái tông màu. Nó chọn là hết từ đầu luôn. Sai lầm lắm phải chả nhé. Để là mình chọn. Chọn xong nhớ luôn. Xong lấy bản màu. Đừng cho nó lại mấy cái chanh nha. Bí mật. Em đang story rồi. Chị còn like nhiều mà. Nhưng mà chữ ngược chị. Quay với chị nè cái má. Ủa vậy hả? Em tưởng khoe với mấy em. Chị thôi, Thảo bé tặng mẹ.
khoan, bye bye mọi người, Thảo vẽ tiếp đây. Còn bức tranh thứ hai nữa. Em bật đèn lên cả một vòng trời sáng luôn em. Không, ý chị là đẹp á em. Mà sao lại dễ học bật. Hello Thùy Nguyễn. Bánh này không? Dạ được ạ, để đó là được ạ. Chụp đi. Chụp đi. Chân đầu tiên. Hello Elsa. Hello Elsa. Chăm nhưng lại rất là chữ. Đi cà phê không Elsa? Elsa ơi đi cà phê không? Em xong rồi ạ. Xong thích thấy gì? Mình còn mấy cái nét mà màu hơi trắng trắng. Hơi trắng trắng. Là cái trắng trắng này hả chị? Ừ. Chị chấm bức tranh nó mấy điểm chị? Ừ, thấy chưa? Nghệ thuật mà. Ồ, cái là màu hồng cưng đó. Hôm nay mình làm tông hồng. Em đang tính vẽ ba con thỏ hả? Ba con thỏ. Đơn giản quá ạ. Ba con thỏ chồng lên nhau hả? Như thế này. Không, ba nữa xíu ngay một góc chân thôi à. Ba được, nó hơi đổ mạng rồi. Sao mà đánh bàn tay lên? Được. Cái này mạng thử, tự sáng tạo đấy. Đánh bàn tay lên, xong vẽ ba con thỏ lên. Chị hợp lý không ạ? Chị em vẽ hoa đi, vẽ hoa. Bông nào dễ nhất đó chị? Cái bút nhỏ bên kia. Dạ đây. Màu đen rồi. Dạ đây ạ. Đây chị vẽ xong bức tranh. Cái đầu của mình kéo. Nhưng ở hình tròn bị méo hay sao chị?
à, cái đầu bự nó phải ở ngoài chẻ vô. Kéo vô. À rồi em hiểu rồi. Bông thì dễ. Hoa hướng dương á chị. Màu trắng hay gì là hoa daisy. À daisy. Dạ. Ngực cái giờ cái cọ nó dương á. I told you.